Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng nghe chép thử bài nghe The 5 Steps to Making a New Habit. He starts the stove to make breakfast, and he brews coffee. Cái đoạn này nghe hơi khó, bắt đầu ấn nút số 2 để cho trở ngược trở lại. He starts the stove to make breakfast. Mọi người để ý này, cái chỗ này start thì nó bởi vì là cái này thể hiện một cái hành động lặp đi lặp lại cho nên là start chứ không phải là started. Gone. He is not thinking about any of these actions. He Actions. is thinking about Ok nha, actions nghe là cái âm Z ở cuối và thêm nữa là these đằng sau vậy là sẽ từ số nhiều nên mình có thể biết được nó là số là actions.